Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại bản tin ngắn của Xe Hay. Trong bản tin này, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức đáng chú ý trong thị trường xe hơi Việt Nam và quốc tế. Đầu tiên là việc Bộ Công an Việt Nam tặng dàn xe VinFast Lux A2.0 cho Bộ Nội vụ Campuchia. Cụ thể, trang tin ô tô Autobodia của Campuchia cho biết, Bộ Công an Việt Nam đã gửi tặng ô tô xe máy chuyên dụng cho Bộ Nội vụ Campuchia. Đó là những chiếc ô tô VinFast Lux A2.0 và xe máy Honda CB500X. Trong đó, việc VinFast Lux A2.0 sắp được sử dụng ở nước bạn gây chú ý vì đây là dòng xe nội địa của Việt Nam. Hiện tại, Lux A2.0 bản tiêu chuẩn có giá 1 tỷ 115 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ i4 2.0 lít, sản sinh công suất từ 174 đến 228 mã lực và 300 tới 350 Nm mômen xoắn. Xe có 3 phiên bản và đều sử dụng hộp số 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Trước đó, vào ngày 9 tháng 11 năm 2021, VinFast cũng đã bàn giao 18 chiếc xe ô tô cho tập đoàn Phong Sup Thavi của Lào, gồm 5 xe President và 13 xe Lux A2.0 bản cao cấp. Trong đó, President là dòng sản phẩm hàng đầu của thương hiệu được sản xuất giới hạn và Lux A2.0 bản cao cấp là mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc sedan cỡ E tại Việt Nam. Những chiếc ô tô của VinFast đang dần được đưa ra thế giới, càng thêm khẳng định chất lượng của xe nội địa Việt dù VinFast mới chỉ có mặt trên thị trường 2 năm nay. Kia Sportage 2022 dự kiến về Việt Nam trong năm sau, sẵn sàng khuấy đảo phân khúc SUV cỡ C. Theo kế hoạch của Thaco, Kia Sportage 2022 dự kiến sẽ được giới thiệu tại Việt Nam vào năm sau. Trước đó, Sportage thế hệ thứ 5 đã gặt hái được rất nhiều thành công tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Chỉ tính riêng trong tháng 11 vừa qua, Kia đã bán được 7.540 chiếc Sportage phiên bản mới tại thị trường Hàn Quốc. Nhờ vào thành tích này, Kia Sportage 2022 trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong tháng tại thị trường quê nhà, vượt mặt đối thủ cạnh tranh gần nhất là Hyundai Tucson. Như vậy, doanh số của Sportage đã tăng 77,1% so với tháng trước và 354,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự thành công về doanh số bán hàng của Sportage phiên bản mới vốn đã được hãng xe Hàn Quốc dự liệu từ trước. Bởi lẽ chỉ trong ngày mở cặp đầu tiên, Kia Sportage 2022 đã sớm được đón nhận một cách nhiệt tình bởi khách hàng với tổng cộng 16.078 đơn đặt mua. Con số này đã đưa Kia Sportage 2022 trở thành mẫu xe có lượng đơn đặt trước trong ngày đầu mở cặp cao nhất tính riêng trong phân khúc SUV cỡ C tại xứ sở Kim Chi. Về ngoại thất, Sportage thế hệ thứ 5 có màn lột xác toàn diện với vẻ đẹp tương lai, sự sắc sảo và hiện đại trong từng đường nét nhờ ngôn ngữ thiết kế Opposite United. Xe vẫn sở hữu bộ lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng nhưng đã được gia tăng về kích thước. Đi kèm là giải đèn LED ban ngày hình boomerang đẹp mắt, đèn pha Matrix LED cùng cụm đèn sương mù đặt thấp ngay trên cản va. Nhìn ngang, Sportage mang đến một cái nhìn năng động và tràn đầy năng lượng với các đường gân dập nổi trên cánh cửa xe, vòng bánh cơ bắp với ốp nhựa màu đen, điểm nhấn chrome to bản ở cột D và bộ mâm thiết kế lạ mắt. Trong khi đó, phần đuôi xe nổi bật với cánh gió tích hợp trên trần, cụm đèn hậu sắc sảo nối liền nhau, cản va sau tích hợp tấm chống trượt màu bạc. Bước vào bên trong khoang cabin, khách hàng sẽ ngay lập tức nhận thấy hơi thở của công nghệ với loạt trang bị hiện đại như màn hình cong cỡ lớn đặt nổi trên táp lô, cửa gió điều hòa độc đáo với viền bạc mạnh mẽ, nút bấm vật lý đã được loại bỏ bớt cùng cách bố trí gọn gàng và tối giản nhất. Ở một số phiên bản cao cấp, Kia Sportage 2022 thậm chí còn được trang bị cần số dạng núm xoay, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống loa crown, ghế bọc da cùng bàn đạp bằng kim loại. Tại xứ sở Kim Chi, Kia Sportage 2022 có 5 bản trang bị với giá bán dao động trong khoảng từ 24,42 tới 40,51 triệu won, là khoảng 472 tới 783 triệu Việt Nam đồng. Theo xác nhận từ phía nhà phân phối Thaco vào hồi tháng 10, Sportage thế hệ mới dự kiến sẽ chính thức mở bán tại Việt Nam vào năm sau với sự có mặt của phiên bản Hybrid. Phiên bản này được trang bị động cơ xăng Smartstream 4 xi lanh 1.6 lít tăng áp đơn cùng một motor điện 44,2 kWh, cho ra tổng công suất 230 mã lực và 349 Nm mômen xoắn, đi kèm là hộp số tự động 6 cấp. Lắng nghe ý kiến khách hàng, Kia Carnival 2022 đã được đeo logo mới tại Việt Nam. Ra mắt thị trường Việt vào đầu tháng 10 năm nay, Kia Carnival 2022 gây ấn tượng với thiết kế trẻ trung, sang trọng và ngập tràn tiện nghi. Tuy nhiên, có một chi tiết trên xe luôn bị cư dân mạng chê, đó là việc xe vẫn dùng logo cũ, trong khi Kia K3 hay Seltos đều đã được chuyển sang logo mới. Nhận thấy nhiều khách hàng có mong muốn đổi logo mới cho Kia Carnival 2022, nên Thaco đã nhanh chóng thực hiện điều đó để thu hút được nhiều người mua hơn. Hiện tại vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào từ Kia Việt Nam về thay đổi này, nhưng đã có một vài đại lý đăng bán Kia Carnival đeo logo mới.
Được biết, bản nâng cấp logo của Kia Carnival tại Việt Nam sẽ có nội thất ghế da. Hầu hết, xe đeo logo mới sẽ được giao tới tay khách hàng sau Tết Nguyên đán, nhưng cũng có một số đại lý sẵn sàng giao xe ngay cuối tháng 12 này, tuy nhiên với số lượng rất ít ỏi. Kia Carnival 2022 hiện được phân phối với 5 phiên bản chính, gồm 2.2D Luxury 8 chỗ, 2.2D Premium 8 chỗ, 2.2D Premium 7 chỗ, 2.2D Signature 7 chỗ và 3.5G Signature 7 chỗ. Lần lượt có giá bán là 1 tỷ 199 triệu, 1 tỷ 319 triệu, 1 tỷ 389 triệu, 1 tỷ 439 triệu và 1 tỷ 839 triệu. Ngoài ra, hãng còn dành riêng hai bản Royal cho khách VIP là Royal 4 ghế giá 2 tỷ 379 triệu và Royal 7 ghế giá 2 tỷ 399 triệu đồng. Mercedes-AMG EQS 53 được công bố giá bán, đắt hơn cả Taycan Turbo S. Hai tháng trước, Mercedes cho ra mắt AMG EQS 53 tại triển lãm ô tô Munich với tư cách là mẫu xe điện đầu tiên đeo huy hiệu AMG. Giờ đây, Mercedes-AMG EQS 53 đã chính thức được công bố giá bán cùng những thông số kỹ thuật đáng mong đợi từ một chiếc xe điện hiệu suất cao đầu bảng. Tại thị trường Anh, xe có giá bán khởi điểm từ 154.995 bảng Anh, khoảng 4 tỷ 760 triệu đồng, cao hơn 55.000 bảng Anh so với phiên bản tiêu chuẩn EQS 450. Mức giá này thậm chí còn cao hơn phiên bản Porsche Taycan Turbo S cao cấp nhất, khởi điểm từ 139.280 bảng Anh, tương đương khoảng 4 tỷ 280 triệu đồng. Về chuyển động, EQS 53 được trang bị motor điện kép lắp đặt ở trục trước và sau, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho ra công suất tối đa 649 mã lực và mô men xoắn cực đại 950 Nm. Sức mạnh này cho phép Mercedes-AMG EQS 53 có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,8 giây, đạt vận tốc tối đa là 220 km/h. Khi được nâng cấp với gói trang bị AMG Performance Package, sức mạnh của EQS 53 sẽ tăng lên 751 mã lực và 1.020 Nm mô men xoắn. Khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h cũng ấn tượng hơn với chỉ 3,4 giây, trong khi vận tốc tối đa là 249 km/h. Với bộ pin 107,8 kWh, phạm vi hoạt động của xe được công bố là 358 dặm, khoảng 576 km, theo chu trình thử nghiệm WLTP. Các tính năng trang bị tiêu chuẩn trên xe bao gồm màn hình Hyperscreen 56 inch, màn hình hiển thị thực tế tăng cường, ghế bọc da Nappa, hệ thống âm thanh vòm Burmester, gói tính năng hỗ trợ đỗ xe chủ động với camera 360 độ, chương trình âm thanh AMG và vô lăng AMG. Mercedes-AMG đã mở bán EQS 53 Formatic Plus tại thị trường Anh Quốc. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao đến tay khách hàng vào tháng 4 năm sau. Crossover điện Hyundai Ioniq 5 dự kiến mở bán tại Đông Nam Á vào đầu năm 2022. Sau khi càn quét thị trường châu Âu và công bố giá bán tại Mỹ, crossover điện Hyundai Ioniq 5 vừa được xác nhận sẽ sớm mở bán tại Indonesia với giá bán dự đoán là 800 triệu rupiah, khoảng 1 tỷ 290 triệu đồng. Giám đốc điều hành của Hyundai châu Á-Thái Bình Dương, ông Lee Kang-hyung, vừa xác nhận rằng mẫu crossover điện Hyundai Ioniq 5 sẽ được lắp ráp tại nhà máy mới của hãng ở Indonesia bắt đầu từ tháng 3 năm sau. Như đã biết, nhà máy này vừa khánh thành cách đây không lâu, được dùng để sản xuất hai mẫu xe động cơ đốt trong mới, bao gồm cả Creta 2022 đã từng trình làng tại triển lãm GIIS, bao gồm cả Creta 2022 đã từng trình làng tại triển lãm GIIAS 2021. Lần đầu ra mắt thị trường quê nhà Hàn Quốc vào cuối tháng 2 năm 2021, Ioniq 5 là mẫu xe crossover điện đầu tiên của Hyundai được phát triển trên nền tảng khung gầm eGMP chuyên dụng cho xe điện. Tính đến thời điểm hiện tại, Ioniq 5 đã được mở bán ở nhiều thị trường lớn như châu Âu và Mỹ. Dù mới ra mắt, nhưng xe lại được đánh giá vượt trội hơn rất nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc, thậm chí vượt mặt nhiều cái tên lớn như Audi e-tron GT hay Porsche Taycan để giành giải thưởng xe của năm 2022 tại Đức. Không chỉ vậy, tại thị trường Úc, chỉ sau thời gian mở bán, Hyundai Ioniq 5 đã rơi vào tình trạng cháy hàng, website của hãng thậm chí còn bị sập do lượng truy cập quá lớn. Những yếu tố chính giúp cho mẫu xe điện này liên tục mang về những thành tích đáng nể kể trên là thiết kế ngoại thất bắt mắt, cấu hình 5 chỗ ngồi nhưng khoang cabin lại rộng rãi hơn cả đàn anh Palisade thuộc phân khúc SUV cỡ lớn, bạt ngàn tính năng trang bị đầu bảng, điển hình là hệ thống sạc nhanh 800V, 350 kW thường thấy trên các mẫu xe hạng sang cao cấp. Về chuyển động, Hyundai Ioniq 5 có 4 phiên bản với hai tùy chọn pin là 58 kWh và 72,6 kWh. Phiên bản tiêu chuẩn có một motor điện, hệ dẫn động cầu sau cùng bộ pin 58 kWh cho công suất tối đa 168 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm. Tiếp
Tiếp đến là phiên bản hai motor điện, hệ dẫn động 4 bánh và bộ pin 58 kWh cho sức mạnh 232 mã lực và 605 Nm mô men xoắn. Đối với tùy chọn pin 72,6 kWh, Ioniq 5 có sẵn với thiết lập hai motor điện cùng hệ dẫn động cầu sau hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Sức mạnh tương ứng cho hai phiên bản hệ dẫn động này là 215 mã lực 350 Nm và 302 mã lực 605 Nm. Giá bán của Hyundai Ioniq 5 tại thị trường Indo hiện vẫn chưa được tiết lộ. Một số nguồn tin địa phương đồn đoán rằng Ioniq 5 sẽ có giá bán rơi vào khoảng 800 triệu rupiah, tức là khoảng 1 tỷ 290 triệu đồng.